Duy Nguyễn là cái tên được nhiều người nhắc đến trong giới streamer Việt, từ đồ chiều chơi, xe sang, nhà cao, cửa rộng cho tới công ty lớn. Nhưng gần đây, cư dân mạng bắt gặp được hình ảnh của anh phải đích thân đi rút tiền lẻ để trả lương cho nhân viên ăn Tết. Có lẽ năm qua đã quá khó khăn đối với tất cả mọi người và CEO Duy Nguyễn cũng không ngoại lệ. Qua hình ảnh có thể dễ dàng nhận ra hình ảnh quen thuộc của chim chúa với chiếc Mercedes 400 Coupe tại một điểm giao dịch quen thuộc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điều trước đây hầu như chưa có tiền lệ, khi hầu hết các công việc này đều có các bộ phận khác phụ trách. Và điều đáng nói ở đây là số tiền anh rút ở chi nhánh giao dịch có vẻ không nhiều. Có thể năm qua là một năm quá khó khăn với tất cả mọi người và anh cũng không ngoại lệ, khi bản thân phải gồng gánh cả một doanh nghiệp lớn trong giai đoạn khó khăn. Việc đích thân anh đi rút tiền lẻ như thế, rất có thể đây là dấu hiệu của việc nhân sự đồng loạt rời bỏ công ty và không còn ai làm những công việc này nữa. Được biết, trong năm qua, công ty anh liên tục mở rộng chuỗi phân phối độc quyền thực phẩm bổ sung và liên tục xây dựng, khai trương các building mới, thì việc doanh nghiệp gặp khó khăn trong giai đoạn này là việc khó tránh khỏi. Ngoài ra, gần đây trên Facebook, anh liên tục đăng tải các dòng trạng thái thanh lý máy móc. Liệu đây có phải là một trong những dấu hiệu cho thấy Duy Nguyễn thực sự đang gặp khó khăn trong năm dòng bão này? Nhắc đến Duy Nguyễn, người ta có thể thấy được thành công của anh ở mạng supplement là quá lớn khi anh dẫn đầu thị phần của ngành hàng này tại Việt Nam. Nhưng trong vài năm gần đây, việc anh liên tục đầu tư cho gym một cách có thể nói là ngông cuồng thì những nghi vấn liên tục được đặt ra. Liệu đây có phải là nguyên nhân dẫn đến khó khăn của BBT hay không? Trong khi các doanh nghiệp trong ngành thì thuê mặt bằng cải tạo phòng gym, thì riêng anh lại đầu tư mua đất và xây dựng building riêng cho gym. Chưa kể, anh đầu tư hệ thống máy móc quá khủng nhưng giá thành lại quá cạnh tranh. Thậm chí, gần đây, anh còn tuyên bố bắt tay xây dựng sàn gym thiên đường tại Thor Gym quận 7. Quá nhiều câu hỏi được đặt ra cho gym chúa trong thời điểm hiện tại, nhưng không thể phủ nhận, anh đã làm việc và cống hiến để góp phần xây dựng nên một phần ngành gym Việt. Từ kiến thức sản phẩm cho đến giá trị tập luyện, mang đến những giá trị vô cùng hữu ích cho thế hệ streamer Việt Nam. Và dù thế nào đi chăng nữa, hãy cùng chúng tôi chờ đón những sản phẩm mới từ anh nhé. Xin chúc cho Việt Nam và thế giới cùng chiến thắng đại dịch Covid-19, đón chào năm mới 2021 đầy hứa hẹn với sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đình Trường, mình phụ trách team marketing của công ty BBT. Thì như các bạn cũng đã biết là trong một năm qua, công ty đã gồng gánh trải qua rất nhiều khó khăn, từ khó khăn riêng cho đến khó khăn chung. Nói về khó khăn riêng thì chắc các bạn cũng đã biết rồi, những người đã xem truyền thông của công ty BBT. Còn khó khăn chung thì như chúng ta ai cũng đang phải trải qua, đó là đại dịch Covid. Thì công ty BBT may mắn là có nhiều nhân sự tốt và có lãnh đạo tốt nên là chúng tôi đã đi được đến giai đoạn hiện tại. Nhưng mà như các bạn biết là công ty BBT đang đầu tư rất lớn, tới 4 building lớn và mở rộng tới gần 50 đại lý. Thì nên đến cuối năm rồi, về cái việc thưởng á, nó sẽ rất là chưa trọn vẹn. Thì nhân đây thì mình cũng chia sẻ cái mức thưởng của team mình với mọi người. Đây là cái phần thưởng mà ban giám đốc của công ty BBT đã trực tiếp đưa cho mình để thưởng cho team marketing. Thì bây giờ mình cũng xin chia sẻ với mọi người một chút. Đây là cái chia sẻ của mình đối với mọi người. Đây, đây là cái phần của team mình được nhận. Mình nhận trực tiếp từ ban giám đốc của công ty. Thì bây giờ mình sẽ chia lại cho anh em trong công ty. Cảm ơn bạn đã xem video clip này. Kính chúc mọi người sức khỏe và bình an, đón một năm mới thật vui, hạnh phúc.